Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, nơi có thời tiết đáng chú ý nhất vẫn là các tỉnh thành Bắc và Trung Bộ. Trong khi miền Bắc có mưa to diện rộng, thì khu vực miền Trung duy trì chuỗi ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Cụ thể, ở miền Bắc, hình thế gây mưa có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, nên mưa dông sẽ diễn ra trên diện rộng. Có nhiều điểm mưa to với lượng mưa từ 40-70mm. Trong đó sẽ có những điểm mưa rất to với lượng mưa vượt trên 120mm. Với lượng mưa lớn dồn dập ở tất cả các tỉnh thành vùng núi và trung du Bắc Bộ đều có nguy cơ cao xảy ra tình trạng lũ quét và sạt lở đất, ngập úng ở khu vực trũng thấp. Người dân cần chú ý đề phòng. Mưa to sẽ chấm dứt cái nắng nóng ở miền Bắc khiến cho nền nhiệt Bắc Bộ trong ngày giảm mạnh. Vùng núi hạ xuống còn khoảng 27 cho tới 29 độ. Khu vực đồng bằng nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới 32 độ và trời mát mẻ. Với các tỉnh miền Trung, hình thế gây mưa phía Bắc cũng gây ra mưa rải rác cho các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, khiến cho nắng nóng ở miền Trung giảm về diện, chỉ còn diễn ra từ Quảng Bình cho tới Phú Yên, với mức nhiệt độ cao nhất từ 35 cho tới 37 độ. Các khu vực còn lại phổ biến đều dưới 35 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết vẫn diễn ra theo chu kỳ. Ban ngày trời nắng sớm, thời gian nắng kéo dài liên tục tới 15 giờ chiều, nên nhiệt độ ngày ở Tây Nguyên vẫn tăng lên được mức là 31-33 độ, còn tại Nam Bộ là từ 33 cho tới 35 độ. Đến chiều và tối, mưa dông sẽ tái xuất hiện với diện mưa ở mức rải rác. Mưa dông sau một ngày nắng mạnh có thể sẽ kèm theo các hiện tượng cực đoan như là dông lốc và thậm chí là cả mưa đá. Trên biển, khu vực Biển Đông bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió thổi với cường độ trung bình nên tình trạng biển bình thường. Chỉ lưu ý khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 14 tháng 6 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!